sách mới chấm điểm vừa ra, chấm điểm khá thấp. Văn giải trí, đơn nữ chủ với không hệ thống, hàng ngày yêu đương, thức ăn cho chó, vân kiêu bị hù chết, trong lúc vô tình hồn xuyên song song thời không, không muốn giống như kiếp trước là một mệnh lao lực. Quyết định cả đời này hảo hảo hưởng thụ cuộc sống, vốn định thành thật thật mở một cửa hàng dưỡng lão bày nát, nhưng sau khi hắn gặp được người đại diện phú bà của hắn, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động, lên chương trình giải trí, phát ca khúc mới đóng phim từng bước một đi lên con đường siêu sao. Chương 1 Đơn giản thần Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chỗ gửi não Hoàng tử công chúa Thỉnh Duyệt Văn Xin mời vào trong Trên một chiếc xe cứu thương chạy như bay, một bác sĩ đang cố sức hồi phục tim phổi cho thanh niên nằm trên cán cứu thương. Không được, lên máy khử rung. Y tá bên cạnh nghe tiếng lập tức đưa lên dưới sự nỗ lực không ngừng của bác sĩ và y tá, cuối cùng, thanh niên vẫn tắt kè. Những gần sóng yếu ớt trên thiết bị nhịp tim biến thành một đường thẳng nhấp nháy phát ra tiếng bíp. Bác sĩ lau mồ hôi trên đầu nghi hoặc nói. Ai, tiểu thanh niên này sao lại bị hù chết, xe còn chưa đụng vào cậu ta đâu. Ghi lại, chết vì sợ hãi quá độ và tim ngừng đập. Thời gian trở lại 20 phút trước. Vân Kiêu như thường ngày tăng ca đến đêm khuya, đi trên đường về nhà, thân thể mệt mỏi làm cho tư thế bước đi của hắn giống như cái xác không hồn. Có lẽ là quá mệt mỏi, lúc qua đường không để ý đèn xanh đèn đỏ. Đến khi lấy lại tinh thần, đèn xe đã gần trong gan tất. Cũng may lái xe lớn là một lão tài xế, kịp thời phanh xe lại. Mắng chửi đỉnh đạt xuống xe liền chuẩn bị giáo huấn người không có mắt này một chút, kết quả lại thấy hắn nằm trên mặt đất sùi bọt mép. Tài xế thấy thế không lựa chọn chạy trốn, mà vội vàng gọi 120. Lúc bị xe cứu thương kéo đi Vân Kiêu còn có cảm giác mơ hồ, có thể cảm thấy ngực đang bị cái gì đó đè lên, nhưng hắn làm thế nào cũng không mở mắt ra được. Thẳng đến bên tai truyền đến một trận thanh âm, chết vì mấy chữ kinh hãi quá độ, ý thức của Vân Kiêu mới hoàn toàn rơi vào hắc ám. Tôi chết cũng quá trẻ con, mới 27 tuổi mà còn rất nhiều thứ chưa thể nghiệm. Còn rất nhiều nơi muốn đi chưa đi, muốn ăn gì chưa ăn quan trọng nhất là còn chưa có bạn gái, còn là xử nam, thật không cam lòng a. À. Đột nhiên Vân Kiêu ý thức được sao mình còn có thể oán giận, không phải đã giác rồi sao? Trong thoáng chốc ý thức của hắn bắt đầu chìm xuống. Con mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt chính là một mảnh chất lỏng màu đỏ như máu, chóp mũi cũng truyền đến mùi rỉ sắt nồng đậm. Ngẩng đầu quan sát bốn phía một chút, phát hiện mình nằm trong một bồn tắm tràn đầy máu loãng cảnh tượng này tự như người bị hại vừa bị cắt thắt lưng trong phim truyền hình. Vội vàng sờ sờ vị trí thắt lưng, cũng may không có lỗ hổng hoàn chỉnh, sợ bóng sợ gió một hồi. Lao lực từ trong bồn tắm bò ra, lại cảm thấy một trận suy yếu mê muội. Sau khi cầm lấy khăn lông khô trên móc một bên lau khô người, phát hiện mấy bộ quần áo trong sọt quần áo ở góc. Mặc kệ có sạch hay không, mặc vào trước rồi nói sau. Phía sau thân trên còn rất vừa người sửa sang lại cổ áo đi tới trước bồn rửa tay vốn định soi gương nhưng trong gương trên bồn rửa tay lại chiếu rọi ra một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ vân kiêu nhìn khuôn mặt trong gương đang kinh nghi bất định chuông cửa đúng lúc này đột nhiên vang lên không kịp làm rõ ràng trên mặt xảy ra chuyện gì rón rén đi tới cửa chính nhìn vào mắt mèo vừa nhìn phát hiện là một nữ nhân xa lạ đeo khẩu trang vân kiêu cũng không có ý định mở cửa hắn hiện tại còn có một đống vấn đề chưa hiểu rõ liền chuẩn bị ở phía sau mắt mèo quan sát, chờ nữ nhân tự mình rời đi. Nhưng khi người phụ nữ này không kiên nhẫn ấn chuông cửa vài cái, thế nhưng từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa chuẩn bị mở cửa. Vân Kiêu thấy không có biện pháp, trốn cũng không kịp trốn. Đành phải mở cửa ra, dụi mắt, làm bộ như vừa mới tỉnh ngủ. Thừa dịp cô gái không kịp phản ứng, xoay người trở lại sofa trong phòng khách ngồi xuống. Đồng thời dùng dư quan quan sát cửa. Nữ nhân này tự hồ vốn muốn chất vấn ánh mắt hung dữ gì đó. Thấy thái độ kỳ quái của Vân Kiêu sau khi mở cửa, lại không nói gì, đi theo vào. Tiếng giày cao gót cộc cộc chậm rãi tới gần. Nữ nhân đi tới ngồi xuống đối diện Vân Kiêu, đặt túi xách bên cạnh, sau đó tháo khẩu trang xuống. Thoáng chốc cả phòng khách dường như sáng lên một độ. Ngũ quan tinh xảo, mái tóc dài đen bóng như thác nước, hai tròng mắt như nước sơn, hơn nữa một thân khí chất thanh nhã những mỹ nhan thịnh thế trước kia xem trong phim cũng chỉ như thế thôi trong lòng vân kiêu không khỏi cảm khái vân kiêu hôm nay em tới gặp anh lần cuối sau này đừng gọi điện thoại như vậy nữa chúng ta kết thúc người phụ nữ bình thản nói xong chờ một lúc thấy vân kiêu không có phản ứng cầm lấy túi xách đứng dậy đi về phía cửa lớn trước khi mở cửa lại dừng người đưa lưng về phía vân kiêu nói hợp đồng của ngươi cũng sắp hết hạn rồi Đổi nghề rồi bắt đầu lại từ đầu đi. Nếu sau này gặp phải khó khăn thực sự không giải quyết được, để tình trước kia của chúng ta có thể tìm tôi hỗ trợ. Nói xong, người phụ nữ mở cửa phòng rời đi. Trước khi đi còn đem chùm chìa khóa kia đặt ở trên tủ giày cửa trước. Vân Kiêu ngồi bất động trên sofa. Sau khi đưa mắt nhìn hắn rời đi mới coi như thở phào nhẹ nhõm, sau khi khóa kỹ cửa lớn cuối cùng cũng có thể chậm rãi tiêu hóa một chút tình cảnh hiện tại của mình. Vừa rồi nữ nhân kia vừa vào cửa ngồi xuống liền nói một ít có không, cũng không biết tình huống gì, càng không có cách nào trả lời, chỉ có thể giả bộ trầm tư mơ hồ. Người phụ nữ kia có chìa khóa cửa chính, lại thoạt nhìn thập phần quen thuộc với tôi. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm quan sát co nàng, cô có thể là nữ chủ nhân ban đầu của căn phòng này. Nói không chừng vẫn là bạn gái của mình, mà tình huống vừa rồi rõ ràng là bị chia tay. Nghĩ tới đây Vân Kiêu tiếc hận, còn chưa có bạn gái cô gái vừa rồi còn xinh đẹp như vậy mà tình huống hiện tại của mình thoạt nhìn giống như là tá thi hoàng hồn nhìn vài đạo bạch ấn hỗn độn trên cổ tay một chút vừa rồi bộ thân thể này nguyên bản chủ nhân ở trong bồn tắm làm cái gì cũng làm rõ ràng tuy rằng mơ hồ đau đớn thế nhưng dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục không khỏi cảm khái nói như vậy không khoa học sự tình dĩ nhiên phát sinh ở trên người ta thật sự là có điểm không thể tưởng tượng nổi sau khi xác nhận nhịp tim và nhiệt độ cơ thể đều bình thường lúc này mới xác định mình không phải ma cà rồng trong phim gì gì đó còn sống một người ở trên thân thể một người khác một lần nữa sống lại quả thực thần nghe vừa rồi nữ nhân kia đối với mình xưng hô hình như cũng là gọi vân kiêu ngược lại thập phần trùng hợp cùng tên với mình trở lại trước gương trong phòng vệ sinh quan sát tướng mạo bây giờ ngũ quan có thể nói là thập phần tuấn lan không ngờ so với nhan sắc ban đầu của mình còn cao hơn một tia ngạn tổ cùng độc giả cũng không gì hơn cái này đi nghĩ không ra một người đẹp trai như vậy lại vì sao đi lên con đường tự sát này ai anh bạn tôi cũng không biết tất cả là chuyện gì xảy ra cũng không cách nào trái phải thay đổi cái gì nếu đại biểu ngươi sống lại một đời ta sẽ ngay cả phần kia của ngươi hảo hảo sống sót vân kiêu vốn coi như là một cô nhi không vướng bận gì hiện giờ sống lại cả đời Đối với quá khứ cũng không có quá nhiều vướng bận. Nhìn vào gương lẩm bẩm xong thở dài, giữ vững tinh thần. Việc cấp bách vẫn là tìm hiểu tin tức cơ bản của nguyên chủ thì tốt hơn. Thời gian tiếp theo Vân Kiêu bắt đầu thu thập thông tin hữu ích trong căn nhà này. Các phòng đều lục lọi một chút, hai phòng ngủ, một phòng sách, còn có một phòng thay đồ rất lớn. Bên trong còn có không ít quần áo thoạt nhìn đã rất đắt tiền. Cả căn hộ vẫn rất lớn lục lọi cả phòng một lần cho Vân Kiêu cũng mệt mỏi. Trở lại sofa phòng khách chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, trong lúc vô tình phát hiện một phong thư không bắt mắt ở góc bàn trà. Sau khi mở ra nhìn nội dung bên trong mới biết được, đây đúng là di thư của nguyên chủ. Mở ra chỉ có ba tờ giấy mỏng manh, lại dày đặc viết rất nhiều chữ. Trong bức thư tuyệt mệnh này, Vân Kiêu nhận được rất nhiều thông tin hữu ích. Mối quan hệ với người phụ nữ đó, nguyên thân trong lòng buồn khổ và lý do đi lên con đường không lối về vân vân. Cao mày xem xong phong thư này, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, cuối cùng thở dài một hơi. Cất lá thư đi, lại tìm được máy tính trong thư phòng, nhập vào hai chữ Vân Kiêu, theo sau là một đống tin tức liên quan. Từ đầu đến cuối sự kiện Vân Kiêu đánh người. Nghệ sĩ nổi tiếng Vân Kiêu sập nhà, phan vỡ mộng. Kiểm kê những ngôi sao thịnh cực mà suy trong làng giải trí bạn tốt của Vân Kiêu trong giới giải trí. Từ phong thư kia biết được nguyên chủ từng là một diễn viên cũng từng nổi tiếng một thời gian. Nhưng mà nguyên nhân tự sát cũng là bởi vì thân phận này. Những tin tức này đều là tin tức cũ một năm trước, chứng tỏ hắn đã yên lặng rất lâu không lộ diện trước công chúng. Vừa rồi nữ nhân kia thật sự là bạn gái của hắn, cũng là cộng rơm cuối cùng áp đảo hắn. Từ sau sự nghiệp Waterloo của anh, bạn gái dần dần xa lánh anh, cho đến cách đây không lâu chính thức đưa ra lời chia tay hôm nay gọi nàng tới hẳn là hỗ trợ xử lý hậu sự mà phong di thư kia cũng là cho nàng chỉ tiếc thật lòng phụ lòng người một nữ tử xinh đẹp như vậy lại là hiện thực như vậy nhưng kết thúc cuộc đời mình như vậy là quá ngu ngốc vừa xem tin tức trên máy tính vừa cảm thán nhưng dần dần phát hiện một ít chỗ không thích hợp cái này điện ảnh huyết đâm vù vù điện ảnh tổng cục mặt kệ sao những ngôi sao này là ai vậy sao tôi không biết ai cả còn là diễn viên cũ thủ đô sao lại đổi tên thành yến kinh vân kiêu dần dần ý thức được điều gì vì thế trong thời gian kế tiếp vân kiêu kiểm tra rất nhiều tin tức trên máy tính bao gồm danh nhân các giới lịch sử hình ảnh địa lý tin tức quốc tế có rất nhiều nơi khiến hắn cảm thấy xa lạ Vân Kiêu không tin tà đi ra ngoài chạy một vòng trên đường phố chung quanh tiểu khu quan sát nghiệm chứng suy đoán trong lòng. Tìm được một cái thư viện về sau ở bên trong liếc trắng nửa ngày, trên sách nội dung không ngừng trùng kích hắn nhận thức. Sau khi trở về đem tivi phòng khách mở ra xem một hồi lâu, lúc này mới không thể không tiếp nhận hiện thực. Nơi này là một thế giới khác. Chính xác mà nói, nơi này giống như một thời không song song của trái đất. Theo tài liệu trực tuyến và thư viện, trong lịch sử cận đại đã xuất hiện phân nhánh hình thành cục diện hiện tại đại thể lịch sử cùng kiếp trước mình biết chênh lệch không lớn bất quá tổ quốc sớm vượt qua quốc nạn thành lập hoa quốc nhiều hơn mấy chục năm thời gian phát triển hiện giờ mơ hồ đã có thế lực đệ nhất cường quốc thế giới có lẽ đó là lý do tại sao lịch sử thay đổi đất nước này đã đi theo một con đường thịnh vượng hoàn toàn khác quốc dân càng thêm tự tin tin tức sùng dương mị ngoại cũng rất ít trang phục dân tộc như hán phục đường trang đã bắt đầu nổi lên từ nhiều năm trước vừa mới ở trên đường cái liền nhìn thấy có rất nhiều người đều mặc các loại hán phục một bộ tập mãi thành thói quen đồng thời vân kiêu chú ý tới kiếp trước có rất nhiều danh nhân và các tác phẩm điện ảnh và truyền hình âm nhạc nổi tiếng hoàn toàn biến mất trên thế giới này thay vào đó là một đống tác phẩm kinh điển mà kiếp trước mình chưa từng thấy qua chậm rãi tiếp nhận hiện thực chết đi sống lại đều ở trên người mình đã xảy ra xuyên qua đến thế giới song song lại tính là cái gì? Kiếp trước sở thích lớn nhất chính là xem phim và nghe nhạc, hôm nay có một kho báu thế giới mới đang chờ tôi đi khai quật, ngẫm lại cũng rất hưng phấn. Đang ngồi trên sofa mặc sức tưởng tượng tương lai tốt đẹp, một giai điệu xa lạ lại cắt đứt ảo tưởng. Đưa tay tìm tòi ở trong khe hở sofa lại lấy ra một chiếc điện thoại di động, chỉ thấy màn hình lóe ra biểu hiện người gọi, người đại diện hoàng mập mạp. Chương 2 Cấp tốc bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Chuẩn bị lên đài. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Toàn trường gây trầm cảm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Mời Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 6 hiệp ước bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 7 quý thu bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 8 linh hồn bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương 9 Soạn nhạc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 10 Một hồi ngoài ý muốn Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét